đây là em bé may mắn nhất châu Phi sau hành trình xuyên Việt nhớ đời mà người Việt Nam cũng phải ao ước. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Soccer. Các bạn thân mến, là người Việt Nam, chắc ai trong chúng ta cũng từng đôi lần ước mơ sẽ đi du lịch xuyên Việt. Đi là để thỏa đam mê, thỏa sức khám phá, đi để thấy đất nước tươi đẹp ra sao, cuộc sống con người khắp ba miền thế nào, đi để yêu tổ quốc mình nhiều hơn. Tuy nhiên, những nỗi lo cơm áo gạo tiền hầu như mọi người trong chúng ta chưa thực hiện hóa được ước mơ đó. Ấy thế mà thật đáng kinh ngạc làm sao, có một cậu bé nghèo người Angola châu Phi chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng mới đây đã được dân mạng tôn vinh là em bé da đen hạnh phúc nhất thế giới khi lần đầu đi xuyên Việt. Từ cậu bé mặc áo rách, đi chân đất, sống trong nhà đất, em ấy đã được đi du lịch khắp Việt Nam, gặp gỡ người nổi tiếng, mở ra một trang mới của cuộc đời. Không ai khác, đó chính là Sad Boy châu Phi, thân đông tiếng Việt, idol nhí Lôi Con. Mới đây thì cậu bé Lôi Con đã tới Việt Nam cùng với team Quang Linh Vlog và đi đến rất nhiều nơi từ Bắc vào Nam, khiến cho những người yêu mến cậu vô cùng thích thú. Vậy Lôi Con đã đi đến những đâu và trải nghiệm những điều gì? Hôm nay mời các bạn hãy cùng theo chân Lôi Con và nhìn đất nước qua lăng kính bé nhỏ của cậu bé đáng yêu này nhé! Lôi Con, tên thật là Mativado, năm nay chỉ mới 5 tuổi. Cậu bé sinh ra trong gia đình khó khăn ở Angola, thiếu thốn đủ thứ. Trong những video mà Quang Linh Vlog chia sẻ, ngày đầu mới gặp anh, cậu bé nhỏ thó, mặc quần áo rách, không có dép để đi, thường tới nhận đồ từ thiện của nhóm Quang Linh. Lôi Con đến với Quang Linh âu cũng là một cái duyên. Hơn 3 năm trước, bố mẹ của Lôi Con đã xin vào làm việc tại nông trại của Quang Linh. Nhờ sự thông minh lém lỉnh đáng yêu, Lôi Con nhận được sự quan tâm, chăm sóc của 9X Việt và nhiều người Việt trong nông trại. Quang Linh còn nhận cậu bé làm con nuôi và dành nhiều thời gian đồng hành bên Lôi Con, chăm sóc cho cậu bé từng bữa ăn, mua thêm nhiều quần áo mới. Nhờ tiếp xúc với nhiều người Việt tại Angola, Lôi Con nói rất tốt tiếng Việt. Cậu bé còn thuộc nhiều bài hát thiếu nhi Việt Nam như là Con Cò Bé Bé, Chú Voi Con Ở Bản Đôn, Bà Ơi Bà. Cuộc sống của Lôi Con nhờ thế mà cũng có nhiều khởi sắc. Cậu bé được theo chân cha nuôi Quang Linh khám phá những điều mới mẻ mà có lẽ là chưa em bé nào ở vùng quê Angola nghèo khó ấy được trải qua. Mới đây, sau bao ngày chờ đợi, Lôi Con đã cùng bố đẻ và Quang Linh về Việt Nam. Vốn là nhân vật được netizen theo dõi từ những ngày ở Angola. Chính vì thế mà khi về Việt Nam thì mọi thứ nhất cử nhất động của cậu nhóc đều được dân mạng theo dõi rất sát sao. Ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, Lôi Con đã tạo nên sức hút khó tin, rất nhiều fan ra tận sân bay để đón Lôi Con. Cậu bé hào hứng và tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi chưa bao giờ đón nhận được nhiều tình cảm đến như vậy. Đáp lại sự mến mộ của mọi người, Lôi Con chưa kịp nghỉ ngơi thay đồ, đã vội trổ tài ca hát trên sân khấu để tặng cho khán giả, đó là ca khúc Cắt Đôi Nỗi Sầu. Mặc dù hát không rõ lời, nhưng tiết mục của Lôi Con vẫn nhận được tràng pháo tay khích lệ từ những người có mặt dành cho sự tự tin, duyên dáng khi đứng trên sân khấu. Những ngày sau đó, Lôi Con được các cô chú trong team dẫn đi ăn uống, cà phê và vui chơi ở nhiều nơi Hà Nội. Tạm biệt thủ đô yêu dấu thì nhóc tỷ Lôi Con được về quê nhà Nghệ An của chú Linh để thăm gia đình. Tại đây, anh cũng đưa Lôi Con, bố của cậu bé cùng mọi người đi về thăm quê bác ở làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Hình ảnh cả nhóm chụp ảnh ở làng quê bác khiến nhiều người cảm động. Sau đó, Lôi Con lại tiếp tục đi đến Quảng Bình, ghé tới một số địa điểm tham quan, tới biển Nhật Lệ. Không quá lạ khi ở đây, cậu bé lại được các anh chị bày tỏ sự yêu mến, thích thú chụp ảnh cùng, khiến chú Linh cũng cảm thấy bất lực. Chưa hết, Quang Linh Vlog, Matiloy cùng Lôi Con và các thành viên trong team Quang Linh đã đến viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mọi người lúc này đều tấm tắc khen cái Quang Linh chọn địa điểm tham quan là em bé 5 tuổi châu Phi hiếm có được đặt chân đến thăm nhà bác và thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi rời mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả đoàn tiếp tục chuyến hành trình. Cả đoàn đã di chuyển về bãi biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để vui chơi và thưởng thức hải sản. Lôi Con cười tít mắt và chơi cực kỳ vui, dường như là không có giây phút nào cậu bé làm phiền đến mọi người. Mà luôn chủ động ăn uống, ngủ nghỉ, mọi người nhận xét Lôi Con hiểu chuyện như người lớn vậy đấy. Ấn tượng nhất, trong chuyến ghé thăm Huế, Lôi Con xuất hiện tà áo dài truyền thống của Việt Nam và chụp ảnh làm kỷ niệm. Điều đang nói là người bạn nhỏ đã chọn chiếc áo dài có màu đỏ rực, khiến cho cộng đồng mạng bấm like nhiệt tình. Sau Huế thì Lôi Con cũng đã ghé thăm Đà Nẵng, cậu bé rất thích thú với những gì mình được trải nghiệm. Trên phố đi bộ Đà Nẵng, Lôi Con một lần nữa thể hiện niềm đam mê âm nhạc Việt Nam của mình. Tuy nhiên, thay vì hát Cắt Đôi Nỗi Sầu như trước đó thì lần này Lôi Con lại trổ tay nhảy múa trên nền nhạc ca khúc Việt Nam ơi. Tại Đà Nẵng, Lôi Con còn được đi leo núi, đi cáp treo, xem mô hình rồng phun lửa trên cầu rồng nổi tiếng. Tắm biển ở Đà Nẵng, các thành viên team châu Phi còn vui vẻ đắp cát lên người cậu bé Lôi Con. Quang Linh hài hước chia sẻ bức ảnh cả đoàn chụp lại, phát hiện chấn động nàng tiên cá với làn da độc lạ. Nhưng mà chấn động nhất vẫn là màn hội ngộ huyền thoại của Lôi Con, Quang Linh với Hoa hậu Thủy Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh.
nhiều ngày liền thì Lôi Con đã được Thủy Tiên đưa đi chu du khắp mọi ngõ ngách của Sài Gòn. Hoa hậu Thủy Tiên còn giới thiệu cảnh quan buổi đêm ở thành phố Hồ Chí Minh tới team châu Phi. Cả đoàn đi trên xe buýt 2 tầng, chiêm ngưỡng những địa điểm tham quan nổi tiếng như là Bưu điện Trung tâm, Nhà hát thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng, phố Nguyễn Huệ, bảo tàng chứng tích chiến tranh, Sài Gòn Skydeck, tòa nhà Landmark 81. Với màn hội ngộ hoa hậu Thủy Tiên, truyền thông trong nước có thể nói là phải dậy sóng suốt mấy ngày. Loạt khoảnh khắc Lôi Con đu bám cô tiên ngay câu chuyện đẩy thuyền giữa Quang Linh và Thủy Tiên khiến cái tên của cả hai đã tràn ngập trên khắp các phương tiện đại chúng. Ở Sài Gòn, khán giả từng gặp Lôi Con trực tiếp cũng hết lời khen ngợi với cậu bé dễ thương, lễ phép và không ngại giao tiếp tiếng Việt sành sỏi với fan và những người xung quanh. Chưa hết là cả đoàn còn có đến thăm Đồng Nai, chụp ảnh kỷ niệm tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nằm tại khu vực ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Sau khi biện diện chia tay Thủy Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, team Quang Linh Vlog đã có mặt ở miền Tây sông nước, địa điểm mà Quang Linh ghé đến là Cần Thơ. Tại đây thì Lôi Con cũng đã trải nghiệm hàng loạt những điều mới mẻ mà trước giờ bản thân chưa được thử. Đáng chú ý là khoảnh khắc Lôi Con diện áo bà ba, chuẩn người miền Tây khiến dân tình cười hết nấc. Ai nấy đều tỏ ra phấn khích, khen Lôi Con quá dễ thương khi diện trang phục này. Đây được xem là một trải nghiệm đáng nhớ, khó có thể nào quên được trong chuyến hành trình về thăm Việt Nam của nhóc tỷ Lôi Con. Mới đây nhất, dân tình đang chuyển tay nhau khoảnh khắc lần đầu tiên Lôi Con được thưởng thức dòng nhạc Bolero. Theo đó, trong lúc lắng nghe một cô gái xinh đẹp vừa đàn vừa cover bài hát Hoa Sứ Nhà Nàng, Lôi Con tỏ ra vô cùng hứng thú. Cậu bé 5 tuổi không chỉ say mê lắng nghe mà gương mặt còn rất biểu cảm. Không như vậy, Lôi Con còn múa máy, miệng hát nhép theo người biểu diễn. Đến khi cô gái kia biểu diễn xong, Lôi Con còn thốt lên "Trời ơi, khá tầm đắc" rồi vỗ tay đầy tán thưởng. Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình đã để lại vô số bình luận hài hước xoay quanh clip này. Ca sĩ không dám nhìn vũ công vì sợ buồn cười quá sẽ chật nhịp. Nhìn Lôi Con biểu cảm là biết mối tình trong bài hát đó đau khổ dằn vặt cỡ nào rồi đấy. Nếu ca sĩ không mất tập trung, ekip phải đẩy vũ công đứng ra sau. Tạm biệt miền Tây sông nước, cả team đã di chuyển lên khu vực Tây Nguyên, Đà Lạt, Lâm Đồng với những trải nghiệm hứa hẹn sẽ hết sức thú vị. Được biết thì chuyến du lịch Việt Nam của Lôi Con sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tháng. Sau bao lần ấp ủ, Quang Linh cũng đã thực hiện được kế hoạch đưa Lôi Con về Việt Nam tham quan cảnh đẹp, khám phá ẩm thực. Trước đó thì do được fan ủng hộ, anh dự định đưa Lôi Con về Việt Nam ăn Tết. Tuy nhiên thì gặp trục trặc một số giấy tờ tùy thân để làm thủ tục hải quan. Sau nhiều tháng giải quyết, vlogger có cơ hội đưa hai bố con cậu bé châu Phi về nước trải nghiệm dịp hè. Có thể thấy là xuyên suốt trong những clip của Quang Linh, Lôi Con được nam YouTuber chăm sóc và yêu thương như con trai. Và chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu bé châu Phi này lại nhận được nhiều tình cảm của mọi người cùng với những nickname như là Idol TikTok, Sad Boy châu Phi. Bên cạnh sự dễ thương hay là đáng yêu, Lôi Con còn được yêu quý rất hiểu chuyện dù còn nhỏ tuổi. Năm nay mới 4 tuổi thôi, nhưng cậu bé đã có những hành động thể hiện tình cảm và sự tôn trọng với Quang Linh. Theo dõi cậu bé châu Phi từ những ngày đầu, nhiều người nhận xét rằng là Lôi Con thực sự là một cậu bé may mắn khi có được cuộc sống đủ đầy, được trải nghiệm những điều mới mẻ nhờ tấm lòng của những người Việt tốt bụng. Mình cũng rất hay xem kênh của Quang Linh. Không biết là mọi người thế nào chứ riêng mình rất cảm phục anh Quang Linh. Tuổi anh còn trẻ nhưng có tấm lòng thương người đáng nể phục. Quang Linh chính là một trong những người góp phần cho thế giới biết đến Việt Nam, biết đến tấm lòng nhân hậu của người Việt Nam. Và nếu không có Quang Linh, có lẽ thì cậu bé Lôi Con vẫn đang sống thui thủi trong căn nhà tranh không kín gió. Hy vọng rằng cậu bé ấy sau này lớn lên sẽ mãi nhớ về chuyến đi Việt Nam này như một kỷ niệm thật đẹp trong cuộc đời. Em sẽ là một trong những người tài giỏi nhất vùng Angola ấy để mai sau xây đắp và đổi thay cho chính quê hương của em. Lúc ấy thì hãy quay lại Việt Nam một lần nữa, Lôi Con nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.